Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay chị đang ở bưu điện để dẫn cô chú đi làm giấy tờ passport. Đã thi đậu quốc tịch thì khi mình đậu thì mình cần phải làm cái passport để mình đi du lịch. Bây giờ chị quay cái cảnh trong bưu điện ở Fountain Valley cho cả nhà xem nha. Bưu điện ở bên Mỹ. Đi vào bên trong phải lên mạng mình làm hẹn. Ở đây thì họ mở cửa từ thứ hai tới thứ bảy, đóng cửa chủ nhật. Giờ mở cửa là từ 8 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ chiều, là từ thứ hai tới thứ sáu. Thứ bảy là 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, chủ nhật thì họ đóng cửa. Rồi, mời cả nhà vào bên trong. Phía bên trong nè, cảnh ở bưu điện ở bên trong mình đứng mình xếp hàng. Còn trong này thì có rất là nhiều dịch vụ gửi thơ, gửi bưu phẩm bưu kiện, có những thùng thơ. Bên này là hộp thơ cho những người mà không có địa chỉ nhà. Mình lấy cái hộp thơ này để họ gửi thơ về, rồi mình ra đây mình nhận thơ. Đó, rất là nhiều, có những cái hộp to, hộp nhỏ đựng thơ. Vào trong này thì nhớ lại cái cảnh lúc hơn 20 năm trước. Trước khi chị qua Mỹ thì chị cũng làm bưu điện. Bưu điện ở Sài Gòn. Mới ra trường thì về Tây Ninh làm khoảng hơn một năm, rồi sau đó xin về Sài Gòn làm ở bưu điện ở Sài Gòn trước khi lấy chồng qua Mỹ. Cho các bạn xem những cái hộp bưu phẩm, bưu kiện, thơ. Cái thời gian mà chị làm bưu điện ở Sài Gòn thì rất là coi như xin vô làm rất là khó luôn. Sau này, thời gian sau này thì bưu điện coi như là mất giá rồi, làm cực mà không có tiền nhiều. Đây là những cái mình gửi đồ giống như trong cái hộp, những cái hộp nhỏ. Hộp nhỏ là 10 đồng 20 sen. Những cái phong bì gửi bảo đảm. Đây có những cái hộp mình đựng đồ trong này là 17 đồng 10 sen. Cái hộp ở dưới này là 22 đồng. Mình cứ để đầy hộp rồi mình ra. Coi như cái này là có bảo đảm luôn. Từng thùng giống như thế này đây. Mình có thể tự gửi self-service ở đây. Size nhỏ này là 10 đồng 20 sen, cái hộp nhỏ này. Còn cái hộp to này là 17 đồng 10 sen. Và cái hộp này cũng vậy, 17 đồng 10 sen. Cái hộp này là to nhất, là 22 đồng 80 sen. Mình đựng đồ đầy hộp này thì cái giá là như thế. Mình có hẹn, hôm nay có hẹn nhưng mà cũng phải vô đợi tới lượt rồi họ sẽ giúp. Trong bưu điện thì họ có bán thiệp sinh nhật, thiệp các loại anniversary. Bán băng keo, những cái sticker. Cô chú đang đứng sắp tới lượt rồi. Cô chú có chụp hình chưa? Chắc ở đây chút ta chụp hình cho mình luôn ha. Không, mình sẵn rồi. Có sẵn luôn rồi hả?
Bây giờ mình đem cái gì theo vậy? Hai cái form. Điền đơn chưa? Xong hết rồi. Xong hết. Làm bưu điện Mỹ thì họ có chương trình về hưu rất là tốt luôn. Lãnh lương cao nữa. Ở Việt Nam thì bưu điện hết thời rồi. Những người bạn của Chi học chung bây giờ họ cũng ra làm tư nhân nhiều lắm. Làm riêng ở ngoài. Tại bưu điện giờ làm cực quá. Mà lương lại không có cao ở Việt Nam á. Ở đây thì họ có bán tem. Có 3 người làm việc hôm nay thôi. Có dịch vụ gửi bảo đảm đủ loại. Giờ mình đi là khoảng gần 2 giờ mà cũng đông, sau giờ làm việc á là đông lắm luôn á. Là mình phải điền đơn hai cái application và cái bằng quốc tịch. And this is the can you get the copy? You gotta sign the line on the top. Sign here? On the line, yeah. No. Coi như điền giấy tờ, rồi phải có hình, hình chụp mình chụp hình làm passport đó. Đi ra ngoài Walmart chụp bao nhiêu tiền vậy chú? Bốn mấy đồng. Tiền chụp hình á? Không nhớ, bốn mấy tiền. Đó, họ đóng cái hình lại trong cái khung đó cho mình. Không nhớ, quên rồi. Mười mấy đồng ba người. Có mười mấy đồng hai tấm à? Nhớ. Đã mua mạng, mình mua mạng. Are you writing a check or do you need money orders? The check. The check, check. Writing a check. Yeah. Uh-huh. You get the check. Like... Are you doing regular or are you doing expedited? 3 tháng là 160 đồng cho hai thứ. Còn nếu mà 2 tháng thì nếu mà mình không gấp. Bây giờ tháng mấy rồi? Nếu mà mình đi qua tháng 7. Yeah. Thêm có 1 tháng à. Nếu mà mình gấp á, thì mình lấy, còn không thì mình làm thường. Dạ. Yeah. Ok, ok treatment. Thì mình nói chung mình cũng nhìn về sống. Ờ. Nếu mà mình cái này vừa cuốn sách là passport và một cái thẻ nữa là 160 đồng. Là nếu mà mình làm thường 3 tháng sẽ gửi về. Còn nếu mà mình expedite á, làm nhanh á, là 220 đồng cho vừa cái thẻ và vừa cuốn passport đó. Là 2 tháng. So, whichever one you choose, it's going to be made out to here, US Department of State. Oh, for the check? Yeah. Okay. Chú ghi xuống đây nè, US, cái check mình ký cho cái này. Khi mình ký check á, là mình ký cho US Department of State. And it check for the one application? Yeah, you have to write 2 checks. Oh, okay. Như mình mỗi cái mình ký riêng ra. Rồi 160 đồng. Rồi phía dưới memo này nè, chú để là tên của chú. Rồi một cái check kia là tên của cô. Để họ biết là cái này của người nào á. Không có thất lạc. Bây giờ một thông sách được không? Dạ. Chú làm thường phải không? 3 tháng. Ừ. Dạ không có gấp thì mình làm thường thôi. Cái này tiền ghi quanh hăng rệt 160. 60. Ký check. Chị ký giúp chú Quang đẹp quá chừng luôn nha. À, mình
bưu phẩm bưu kiện thì nằm phía bên trong đó đó. À, khi mà vô đây mình điền giấy tờ đó, mình không được ghi sai, không được tẩy xóa. Khi mà mình tẩy xóa đó, như có cái chỗ này tẩy xóa là phải làm lại, mình làm lại cái tờ khác. Cho nên các bạn phải cẩn thận nha. Khi mà làm coi như cho chắc ăn á, là phải đúng tên, địa chỉ, ngày sinh nhật, số điện thoại, địa chỉ, email. And then let me get the other photo. It's already stapled up. Coi như cái đơn này là bị tẩy xóa nè, là không có được, họ bắt phải làm lại the photo. Cái photo, yeah, the photo. Cái hình nói chung cái hình này là dán vô rồi, bây giờ mình gỡ ra mình làm lại thôi. Cái này phải kỹ chứ không, cái ngày tháng năm là phải đúng, địa chỉ phải đúng. Khi mà không đúng là cái passport về không đúng là mình phải đi làm lại nữa, phiền lắm. Oh, this one hơi check. Họ lấy cái bằng quốc tịch của mình, bản chính, họ làm copy. Okay, nhưng mà mình phải gửi đi bản chính luôn. For the processing fee, since you brought everything else, that comes out to $35 per person, so it's $70 together. Okay. And that could be paid anyway, debit, credit, check, cash, however you want to do it. Okay. This one for the free for the send. Oh, okay. Yeah. Coi như cái công của bưu điện làm là mỗi người là $35 per person. Per person. Yeah. It's a execution fee. Yeah. And the mailing too? Yeah, that's all paid for already. The mailing is go to here? To them. Yeah, so it's because it's going to them, yeah. It's paid for the service and them to mail it back to you. Coi như tiền công của bưu điện làm á, họ lấy cái phí là 35 đồng một người. And now, I'm gonna swear you guys in. You're gonna sign your application. And then you're good to go. So, let me get you guys over here. Okay, đứng xếp qua đây. Go ahead and raise your right hands if you want, but you don't have to. Do you solemnly swear or affirm that the statements made on the application are all true and correct? Photo attached is a true likeness of yourself. Yes? Yeah. You're gonna sign right here on yours. Nghĩa là mình thề là mình phải ký những cái này là mình làm đúng, không có gian lận. Perfect. Okay. So now we are all done here. I take care of the rest. So this right here lets you know what we charge you for. So it's just two processing fees for the two applications. Yeah. And then you had your own photos, you had your own check, so I don't have to charge you for nothing else. The circled website, that's where you're going to go to check the status of your passports. Okay. So in about a week you can go there because you got to give them time to get it and process it before you check on it. You're going to give your name, your birthday, and the last four of your social security number. Okay. And they'll let you know how much longer the passport's going to be. It is a 10 to 13 week service, so it's an average of about 3 months. Okay. You're going to get your passport book first. It's going to come in a priority envelope. You're going to get your passport card separately in a white mailing envelope. And then your citizenship paper shows up like a week after that. So you're each are going to get three things separately. Okay. Yeah. And you guys are all good to go. Okay. Thank you so much, sir. No problem. Yeah. Have a good day. Yeah. Yeah. Okay. Xong xuôi rồi. Nè, họ nói là mình có thể vô trong cái website này. Cái website này để mình bỏ tên, bỏ cái số show vô để mình coi tình trạng mình làm hồ sơ của mình tới đâu, và sau đó thì cái passport sẽ về trước, rồi cái thẻ về sau đó, rồi sau đó thì mới có cái bằng quốc tịch chú nó mới trả về cho chú lại. Rồi xong xuôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà ba thứ mình sẽ nhận riêng biệt với nhau. Rồi chúc mừng chú, coi như làm giấy tờ xong xuôi hết rồi đó. Coi như tiền làm á là một người là 160 đô. Tiền gửi cho họ làm giấy tờ cái passport và cái thẻ. Và tiền lệ phí là 35 đồng cho mỗi người.
mà giấy tờ mình phải điền đầy đủ, mình phải kiểm tra cho những cái thông tin là đầy đủ nha. Nếu mà không ấy đó là về cái passport về là bị sai tên là lúc đó cũng phiền lắm á. Khi ra bưu điện á là mọi người phải vào trên trang mạng của bưu điện để lấy hẹn, lấy hẹn để mình coi, khi mà có hẹn họ mới làm việc cho mình nha. Nếu không có hẹn là họ không có nhận book in, mình tự mình đi vô là không có làm được, cho nên phải lấy hẹn trước. Giờ xong xuôi, chúc mừng chú. Ok, xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại video kế tiếp, bye bye.